Chào buổi sáng. Hôm nay là một ngày mới, mình sẽ chuẩn bị một món ăn sáng đơn giản dễ làm mà rất là ngon. Đó là món bò kho chay. Để chuẩn bị cho món bò kho chay, hôm nay mình có khoai tây. Mình sơ tay chế khoai tây trước. Khoai tây mình sẽ bằng cái bàn trắng này các bạn, nhìn cho mấy khoai tây nó ngon. Và cái món bò của mình hôm nay là gồm có gà chay mình chiên sơ. Đây là gà chay cũng chế biến từ đậu nành đậu hũ, thì mình khuyến cáo các bạn nên ăn chay đi, đồ chay dù gì nó cũng tinh khiết hơn. Và ở đây á, người ta gọi là thịt dê chay, nhưng mà thực tế là chế biến làm từ cái gốc của nấm đông cô. Nấm đông cô người ta chế biến thành cái món nó ngon như thế này nè, nhìn rất là hấp dẫn. Khi chế biến ra rồi thì nhìn nó ăn nó dai dai, nó giòn giòn, nó cũng giống các loại thịt lắm, nhưng mà tất cả đều là đồ chay. Một bữa ăn sáng đồ chay thuần khiết như thế này làm cho thân tâm của chúng ta sẽ an lạc, tâm hồn của mình sẽ nhẹ nhõm. Bởi vì gia đình mình ăn chay rất là từ lâu cho nên mình luôn chế biến những món chay thuần khiết cho gia đình ăn mỗi ngày. Rồi, ở trong món bò kho của mình gồm có là khoai tây chiên, cánh gà chay và thịt dê chay. Rồi tiếp đến là mình sẽ sơ chế tỏi. Mình cho 3 tép tỏi. Bỏ vỏ cũng được, không bỏ cũng được. Cho cái chảo lên trên bếp nha các bạn. Cho một chút xíu dầu. Ở trong cái món bò kho chay này mình gồm có là ngũ vị hương và bột cà ri. Đây là hai cái hương vị để làm ra cái món bò kho chay cho chúng ta. Ngoài khoai tây á, thì mình cũng có thể cho củ cà rốt đỏ, củ đỏ vậy. Nó làm cho cái màu sắc của cái bò kho mình nó hấp dẫn hơn lên. Cho nên ở đây mình cho một củ cà rốt dừa gọn. Nó cũng có chỉ làm cho tăng màu sắc lên cho đẹp thôi. Nhưng mà ăn cũng ngon. Nhớ là khoai củ cà rốt đừng có nấu quá chín nha các bạn. Mình nấu quá chín mình ăn ngán, mình chỉ nấu vừa chín tới thôi. Đây. Đây là những gia vị mình sẽ để vô những cái rau củ mình sẽ để trong bò kho. Rồi, chảo dầu nó đã nóng lên. Mình cho tỏi vào.
đảo cho tỏi nó vàng thêm chút. Tiếp đó mình sẽ cho khoai tây vào. Và khi khoai tây mình đảo cho đều thì mình sẽ cho một chút ngũ vị hương. Ở đây mình chỉ cho một ít thôi, bởi vì mình chỉ nấu hơn một tô để mình ăn sáng thôi. Còn nếu mà quý vị nấu khoảng 2, 3, 4 người ăn hơn một tô thì các bạn nên để hơi nhiều một chút. Cái này mình nấu chỉ một tô gọn để cho đủ 2 người ăn thôi. Thì mình làm nó rất là gọn gàng, để cho nó vừa đủ hương vị hòa quện thôi. Rồi, tiếp đó mình sẽ cho cánh gà vào. Và cả thịt dê chay luôn. Nhớ là tất cả những món này đều là chay hết nha các bạn. Đây là một món ăn sáng đơn giản, bò kho chay. Mình làm nó đơn giản, nhanh gọn. Mình sẽ ăn với bánh mì. Rồi, nêm nếm. Mình cho một muỗng bột ngọt nhỏ thôi. Và một muỗng hạt nêm nấm hương. Mình thích xài nấm hương hơn. Và để làm cho nó dịu lại cái hương vị đó, mình sẽ cho một chút xíu đường thôi, không cần nhiều. Bởi vì đường nhiều quá làm cho nó mất cái vị ngọt của rau củ. Rồi mình đảo đều những cái hương vị này lên. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào một chén nước. Một chén hơn một chén cũng được. Bởi vì khi mình chấm bánh mì á thì nó có một chút xíu nước như vậy thì nó sẽ đều đặn hơn, nó sẽ ngon hơn. Rồi mình đậy nắp lại, mình đợi cho nó sôi lên là nó chín khoai tây là xong. Rất là đơn giản phải không các bạn? À, mình thấy nó là đơn giản nhưng mà nó là một món bò kho chay để mà mình ăn sáng chấm bánh mì, rất là hấp dẫn. À, ăn chay với một bữa ăn sáng thuần khiết đơn giản như vậy á, thì làm cho thân tâm của chúng ta rất là an lạc, nhẹ nhàng. À, và tâm hồn mình nó cũng thanh thản nữa. Mà đồ chay á, thì lại là rất là tinh khiết, sạch sẽ, không có bị nhiễm bệnh. Không giống như những loại thịt gà hay thịt heo mà bị bệnh hoặc là nuôi chơi thức ăn gia súc. Rồi, như vậy là món bò kho chay của mình nó đã hoàn tất. Nêm nếm vừa ăn rồi. Và rau củ quả nó cũng đã chín. Rồi, sau đó là mình sẽ cho một chút sa tế vào. Bởi vì cái hương vị sa tế nó sẽ làm cho món bò kho của mình hấp dẫn. À, nó sẽ tăng khẩu vị kích thích. Khi mình chấm bánh mì nó có hương vị cay cay nồng nồng của cà ri, của ngũ vị hương, của sa tế thì nó sẽ làm cho cái món bò kho của mình rất là hấp dẫn. Rồi mình tắt bếp nha các bạn. Xong. Oh wow, món bò kho chay rất là ngon, hấp dẫn. Trong đây có cánh gà chay, khoai tây và thịt dê chay. Như vậy thì cái món bò kho chay này mình ăn sáng hay hoặc là mình có đa tiệc, cái tiệc đơn giản là một buổi sinh nhật nhỏ nhỏ
hay hoặc là gia đình có đám giỗ mình cũng thể nấu món bò kho chay này để mà cho mọi người cùng thưởng thức, cùng chia sẻ với nhau trong một bữa ăn chay đơn giản. Rồi, món bò kho chay của mình hôm nay đã hoàn thành. Và đây là một ổ bánh mì. Mời mọi người cùng thưởng thức bữa sáng của gia đình mình. Ông xã mình rất là thích món chay của mình làm. Bây giờ ông xã mình là người Tây đó, nhưng mà rất là thích món Việt Nam.